là mối tình đầu là mối tình dang dở, nhưng mà thường thì đến 18, 19 tuổi. Còn với em đó thì 39 tuổi. Dạ, mới là mối tình đầu. Dạ, mới là mối tình đầu. Rồi em cũng có tìm hiểu nhưng mà cũng gần 1 năm rồi chia tay. Em quen một bạn mới cũng tìm hiểu cũng 1 năm rồi cũng chia tay. Không tình hồi nhiều, con tim sẽ mất bầu, chuyện tình ta sẽ ra sao? Vậy ta hãy cùng đặt vào ngay nút bấm, chờ nghe tiếng hai ba cùng cho nhau cái bật đèn. À, tối hôm qua em làm, em có tặng cho tất cả mọi người, em tặng cho anh để anh dùng thử coi đó. Đây để em nói cho. Em mời. Rồi. Anh cảm nhận đó. Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Mình năm nay 43 tuổi. Tuấn hiện nay làm ở Khánh Hòa luôn hả? Dạ. Làm công việc gì? Dạ em sửa xe máy, làm tại nhà. À, tại nhà rồi mở cửa hàng và sửa xe máy luôn. Dạ. Đây là cái công việc, cái nghề mà có thể nuôi sống chúng ta hoài hoài luôn á. Bởi xe máy, lượng xe máy rất là nhiều ở Việt Nam ha. Rồi, còn cưng, em nói đi nào. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Em xin chào anh Quyền Linh và anh bạn trai bên kia. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Thu Sương. Em 42 tuổi. Hiện tại công việc của em là em bán đồ ăn sáng, bún thịt nướng, nem nướng với lại cơm sườn. Và em bán nhiều món ăn lắm, nếu như khách alo trước thì em sẽ ship tận nơi ạ. Em bán ở đâu nè? Dạ, em bán ở kế bên Ủy ban Nhân dân phường Linh Xuân. À, dạ, ở Thủ Đức. Thủ Đức á, phải dạ, Linh Xuân, Thủ Đức. Dạ. Gần nhà chị để chị order nha. Mình nói một chút về ưu khuyết điểm đi nha. Dạ. Ưu khuyết điểm đi. Dạ, em thấy thì em rất là thích nấu ăn. Em thường xuyên lên YouTube á, em xem món này món kia rồi em làm. Có khi á, em làm cái món bánh này mà cuối cùng thành bánh kia. Nhưng mà em vẫn thích làm. Em làm chừng nào được thì thôi. Khuyết điểm của em thì em nghĩ là em hơi nóng tánh. Em nghe cái gì đó người ta nói không đúng mình, hoặc là cái gì đó mình thấy không hài lòng thì em hay nói. Nói lại liền. Nói lại liền. Em thấy là em cũng đang khắc phục, em kiềm chế lại. Dạ. Rồi. Xin mời nhà trai ạ. Ưu khuyết điểm của mình nói gì cho nhà gái nghe. Ưu khuyết điểm của em là cũng hơi nóng tính. Nóng tính luôn. Dạ. Nóng nhất á là dạ, Tuấn làm gì? Dạ em nóng nhất là em không có đánh ai, em làm gì em chỉ thấy cái chân gì em đé chân em vô cái đồ đó, đầu chân em nha. Để cho nó hết nóng nữa hả? Dạ. Gặp cái gì nóng rồi đá vô cho dạ. Nó hết. Hay cũng hay đó chứ. Dạ. Tức là mình sẽ tự mình làm đau để mình tỉnh lên lại, mình dạ. Không nóng nữa. Dạ. Cái đây cũng là một phương pháp. Hay hút thuốc. Hút ngày thuốc. Hút nửa gối. Hơi bị giận lẫy. Bị gì? Giận lẫy hơi nhiều. Giận lẫy hả? Dạ. Ưu điểm là biết nấu ăn, làm công việc nhà, ví dụ như điện nước, đồ gia dụng làm được hết. Thể dục thể thao cũng có. Bây giờ cái đường tình duyên của mình sao nè? Thường thì người ta nói là mối tình đầu là mối tình dang dở, nhưng mà thường thì đến 18, 19 tuổi. Còn với em thì 39 tuổi. 39 tuổi. Wow. Dạ. Mới là mối tình đầu. Dạ, mới là mối tình đầu. Rồi em cũng có tìm hiểu nhưng mà cũng gần 1 năm rồi chia tay. Em quen một bạn mới cũng tìm hiểu cũng 1 năm rồi cũng chia tay luôn. Đến nay là 3 năm. Cũng yêu 2 năm rồi xong rồi làm biến yêu quá nghỉ luôn. Hay là em thất vọng hay là em cảm đúng, thấy em không em muốn cũng yêu có, nữa. Cũng có chút không còn tự tin. Tại vì em thấy em quen sai cái người đó, cũng như gọi là lăng nhăng đó chị. Là em thì cái tính em nghiêm túc. Ví dụ như quen là phải quen rõ ràng, không hợp thì chia tay. Chứ em không thích làm không thích quen lăng một nhăng. Lần hai ba người không thích dạ. Bắt cá hai tay dạ, rồi lý do chia tay là như vậy dạ. Ok, tình duyên của Tuấn thế nào? Dạ em thì cũng có một đời vợ ly hôn cũng năm 2010. Là 11 năm rồi. Dạ có mấy người con rồi Tuấn? Dạ một cháu con sinh năm 2004. Dạ, trai hay gái? Dạ một cháu gái ở với mẹ. Còn Tuấn ở Khánh Hòa là ở với ai? Dạ em ở riêng mình. Ở nhà riêng hay là? Dạ ở nhà riêng. Nhà riêng luôn. Rồi bao lâu mới gặp con một lần? Con thì lớn, lâu lâu thì nó về thăm ba. Khoảng thí dụ như chủ nhật học thứ bảy thì cháu con có về. Nghỉ học thì cháu chạy xe. Nghĩa về là Tuấn ở một mình mười mấy năm nay rồi. Dạ. Bây giờ nhà gái bạn muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình thế nào? Trời. Dạ em chào anh. Anh đừng có gia trưởng. Thì em rất là sợ. Sợ phải nói đó. Là em ám ảnh rất sợ luôn. Dạ anh không có gia trưởng đâu em, mà anh cái tính anh nóng cũng dễ lắm em. Mỗi lần anh nóng là em cứ đưa con gối bông mà anh đẻ là chồng hết rồi. Em đừng có đưa cái ghế hay cái tivi ra được à. Dạ. Tội nghiệp con gối bông quá. Dạ nhưng mà anh bắt buộc phải làm hành động đó anh. Không, cái đó thật sự nóng quá đó,
người ta có thể làm cái gì đó với một cái gì đó, cái cây cái gì đó, thì cái điều này nó cũng sẽ xóa đi bớt cái nóng. Nhưng mà em nghĩ là ví dụ như đập đồ á, đập đồ thì em cũng thấy không có hay. Này anh đâu có đập đâu. Anh đá lỡ anh đá vô cái truyền hình hay là cái có làm cái gì đó không? Công dạ, sức không, mình làm ra mà mình phá vỡ thì nó không hay chị. Anh đá vô cái cây cái gì, cái gốc cây cái gì dạ, nó cho nó đau chân thôi. Thôi dạ, nếu mà đau chân anh thì cũng đau lòng em, đừng làm vậy. Em nghĩ là anh giận á thì anh nên đi đâu đó đi, đi đâu đó đi. Chứ tại vì hai em nghĩ là em cũng nóng tính, mà anh cũng nóng tính, phải hai cái đó mà đụng nhau chắc chết. Cho nên là em người bàn với nhau. Dạ. Được một nửa như anh Quyền Linh là hạnh phúc với em rất là nhiều. Dạ, em biết ông có cái gì mà em đợi nữa. Anh Quyền Linh làm ông nóng tính là ông cũng hay giọng một cái gì đó đó. Cái rào này nè, làm lại hai ba lần rồi đó. Nếu mỗi mà lần ông bực chị đó là ông đá mà rớt hết mấy cái nhụy ở đây luôn. Dạ thôi, nếu mà không kiềm chế được cái bực tức đó thì cố gắng châm chế đi, tại vì không đánh mình là được. Dạ đừng đụng tới mình là được, tại vì em rất sợ đòn. Chị chỉ coi thử cái đối tượng nam bên đây là coi có cái trai người ta hiền lắm mà nha. Dạ. Em trai coi vậy chứ hiền thôi ạ. Trời ơi, cái này là em chắc em không bao giờ mà gọi là gì đó làm đau đối tượng trước mắt đâu ha. Dạ. Yeah. Có đau bản thân thì có đúng không? Dạ. Yeah, yeah. Khô à. Ừ. Em muốn cái người bạn gái của mình á có một cái ngoại hình như thế nào không? Dễ nhìn và gọn, dễ nhìn thôi, chắc cũng không có đòi hỏi gì mà cao thấp hay gì hết. Nãy giờ nghe tâm sự cái ưu cái khuyết của bạn này thì thấy là có phù hợp với mình không? Dạ, em thấy cũng phù hợp đó. Cũng phù hợp. Dạ. Anh nói thật nha, anh nói thật lòng nha. Thật mà. Dạ. Em về với anh em ở em sẽ biết mà. Dạ. Nhưng mà anh cũng phải rộng rãi tí nha. Tại vì okay, em rất em sợ người đàn ông keo kiệt các chị tính toán á. Không kỳ bo luôn chị. Không kỳ bo luôn. Dạ. Dạ. Không anh có chữ thề không? Có chữ thề không em? Có, lâu lâu không có một cái, hai cái. Dạ. Dạ. Chửi hoài dạ. 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 Thấy ví dụ như vậy. Lâu lâu mà có chửi miếng chứ đừng có mở nói đàn câu cái chửi không nói cái chửi thề anh là chửi vui em chứ không phải là chửi cái chửi vui á. Anh hai đứa đang vui cái chửi đúng thề. Rồi dạ chửi vui vậy á chứ không phải là chửi. Sáng nay Hồng Vân nói xấu tôi hoài nha. Thì đó thì bị đơm đặt nó tức vậy đó Linh, người ta không có cái đơm người ta hoài cho nên là tôi cho ông biết cái cảm giác đó đó, hiểu không? Rồi em đi với ai? Dạ em đi với anh trai và bạn thân. À trời ơi, đây biết ngay là anh trai giống quá. Ừ. Chào MC Viện Linh và chào chị Hồng Vân. Em là anh trai của bạn Tuấn. Nhìn qua đây thấy bạn nữ cũng rất dễ thương. Bạn cũng chưa có gia đình. Rất mong là hai bạn cho nhau cơ hội để mà tiến tới. Chứ giờ tuổi này thấy cũng lớn lắm rồi. Lớn rồi đúng không? Dạ. Cho nhau cơ thì hội nha. Có cuộc sống và gia đình nó sẽ ổn định hơn. Rồi cảm ơn em. Rồi em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ của em. Dạ chào mẹ. Mời mẹ. Tôi xin chào Quyền Linh với lại cô Hồng Vân. Dạ. Theo sự suy nghĩ thành thật của tôi thì tôi cũng để là tùy ý con nó lựa chọn. Tại vì nó cũng hơi đứng tuổi rồi. Tùy cơ duyên của trời định. Con thương ai là mẹ ủng hộ ha. Dạ. Đúng gái không? Mà thương đâu ra đó. Rồi cảm ơn mẹ. Dạ. Rồi. Bây giờ cho hai trẻ gặp nhau đi. Mở rào. Bắt đầu đi Tuấn. Dạ em chào anh. Anh chào em. Anh đừng xe thì để tặng em bó hoa. Anh căng thẳng quá, hình năm bắt tay đi để. Anh căng thẳng anh luôn á. Dạ bó hoa đẹp quá à. Bó hoa này thật sự là rất là đẹp, em rất là thích. Mà một người thích hơn nữa là mẹ của em. Dạ. Tặng mẹ đi. Dạ anh có thể đến tặng mẹ em. Đúng rồi, hay quá. Mẹ mẹ của Sương là 80 tuổi rồi đó. Dạ. Cháu xin thay mặt cháu tặng bác nó Trời, chúc bác sức khỏe quá. Tốt mà. Dạ. Dạ. Đây là món quà của em tặng cho anh. Anh cảm ơn. Hôm nay á là em nghĩ là chắc là duyên của anh. Tại vì á em đi siêu thị á nguyên ngày á em chọn quá trời mà em không biết mua cái gì, em mua ngay cái cặp áo gói cũng màu xanh luôn. Hôm nay mặc áo xanh, em mặc áo xanh mà cái cặp áo gói này cũng màu xanh. Cái này là tối hôm qua em làm, em có tặng cho tất cả mọi người, em tặng cho anh để anh dùng thử coi nó. Đây để em lấy cho em mời. Rồi anh cảm nhận thế nào? Chắc không ngon cũng phải khen ngon. Oh my god, wow. Em nhìn anh em thấy anh cũng
trầm tính á. Đúng rồi. Thì anh cũng hiền á má. Con thấy anh cũng hiền á. Thật sự là con thấy anh cũng hiền. Bây giờ Tuấn đứng lên nắm tay cô gái, đứng lên hai người nhìn nhau hát đi. Em sẽ hát bài Người Tình Đang Đến. Trời, ảnh run hơn con á. Ảnh run hơn con nhiều luôn. Tôi quen biết anh xưa một chương trình truyền hình. Hôm nay xưa bao người ngại ngùng chi nói đi anh. Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối. Và ta đã quên nhau và cho nhau những thật lòng. Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ lạ thường. Chị Vân và anh Linh kết duyên mình đến với nhau. Dưới là người nhà, xung quanh là khán giả. Tất cả mọi người đều nhìn về đôi ta. Trở lại ghế nóng chúng mình không cần hỏi nhiều. Con tim sẽ mách bảo chuyện tình ta sẽ ra sao. Vậy ta hãy cùng đặt vào ngay nút bấm. Chờ nghe tiếng hai ba cùng cho nhau cái bật đèn. Dạ. Hay quá. Về ghế ngồi đi các bạn. Mình nói với chuyện với nhau một phút nữa nào. Thế cặp này có vẻ gọi là hợp dữ lắm rồi nha. Bây giờ đặt trường hợp các bạn sẽ tiến xa hơn thì các bạn sẽ như thế nào? Về Khánh Hòa hay là chúng ta về thành phố Hồ Chí Minh? Đưa ra thử một cái giả thuyết thôi xem. Ví dụ như anh với em đến với nhau thì em có thích về quê Khánh Hòa của anh không? Hay là em thích lập nghiệp trong này? Có chồng thì theo chồng cũng được à. Nhưng mà quan trọng là chồng đối xử mình như thế nào. Nhà em rất là đông anh em, anh có ngại không? Anh có ngại không? Không, anh đến với em và anh rất tôn trọng gia đình của em. Có điều kiện thì có thể em về quê và em với anh ở riêng. Hoặc là dạ, có thể nếu mà trong này đến chỗ nào kinh tế làm ăn được thì có thể ở trong này làm cũng được. Dạ. Chúng ta có thể ra riêng. Bây giờ vấn đề là chúng ta sẽ quyết định xem có bấm nút để hẹn hò với nhau hay không. Hãy để tay vào nút bấm. Một nè, hai nè, ba. Trời ơi, bấm cạch cạch hai cái liên tiếp luôn. Rồi, mời hai đứa đứng lên nè. Chúc mừng cũng nha. Nào, bây giờ nắm đi Tuấn, nắm tay đi. Nắm đi. Rồi xin phép mẹ vợ tương lai xin phép bác là cho cháu gửi lời thứ nhất là tới đây cũng là gặp cái duyên của em Sương. Và cho cháu đến với em Sương là tìm hiểu với nhau và đến với nhau lâu dài. Xúc động lắm rồi đó. Hứa gì mà, lâu dài nhưng mà bao lâu. Hứa với bác gì đi, hứa gì đi. Nếu mà con hứa với bác là con sẽ có thể con với Sương yêu nhau tới miết luôn. Tới miết luôn. Miết luôn. Miết luôn dạ, dạ. Tới miết. Thích người đối diện không? Dạ thích. Thấy hợp không? Dạ hợp. Không cái đi. Ừ, đúng rồi. Được quyền má. Dạ. Đúng má nè, được quyền. Vậy là hít thôi, cái đó là hít chứ đâu có hùng. Không, ịnh luôn thôi, ịnh thôi à, chứ không có hít. Ịnh thôi hả? Không lại ra, không có ịnh. Không có ịnh được, không đàng hoàng. Em thiệt tình có sao nó vậy mà đúng bị rồi. Bị anh Linh cài kẹo. Mới có ịnh thôi à, nào không thiệt đàng hoàng. Không chưa? Dạ, dạ rồi. Rồi. Dạ, thật sự em thì em không có tình trường về cái chuyện tình cảm. Cho nên nếu như mà sau này chuyện tìm hiểu của em và anh có đến hôn nhân á, thì cái sai lầm gì của em do á, thì xin anh cũng bỏ qua và chỉ dẫn thêm. Trời ơi, hay quá. Quá hay không? Dạ. Con cái. À đúng rồi, chuyện con cái. Chuyện con cái thì em sinh được thì càng tốt, mà em không sinh được là cái thiệt thòi. Em có sợ đó không? Anh đang định hỏi đó. Em cũng không có sợ là không có, hoặc là có, hoặc là bắt buộc phải có. Nhưng mà em nghĩ cái chuyện con thì do trời cho. Dạ. Yeah. Yeah, nhưng mà vậy nè, theo chị nha, em vẫn phải đặt mục tiêu là em phải có con. Chị là bé út của chị sanh năm 42 tuổi. Yeah. Cho em yên tâm là yeah, không có vấn đề gì cả nha. Em sanh liền. Gặp đi nha. Hai tìm hiểu nhau được, Tuấn về mời ba mẹ vào để gặp bác. Hai gia đình tiến hành luôn. Đúng nha. Rồi. Nhiều đứa con lắm, nhưng mà nhà nước không cho nên em muốn hai đứa. Cũng nhiều lắm mà nhà nước không cho. Bây giờ thí dụ như em sở thích muốn đẻ mấy đứa luôn thì đẻ được mấy đứa. Em đẻ chừng nào còn khả năng thôi. Nè, bây giờ bạn trai bên kia chị hỏi nè, bây giờ nếu như cái bạn nữ bên đây á,
là đáp ứng hết được yêu cầu của bạn hết trơn luôn rồi đó. Còn bây giờ tao lỡ tao xăm lên trên tay tao rồi, bây giờ làm sao đây? À, nhưng mà bớt xăm nhỏ hay bự chị? Nó to. Rồi, đổ vào thôi đây. Dạ, em tên Thu Hiền ạ. Hiền năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em 29 tuổi. 29. Dạ, hiện đang làm gì? Dạ, em làm giáo viên ở tỉnh Long An ạ. À, giáo viên dạy về môn gì em? Ừ, em dạy tiểu học cho nên dạy hết tất cả các môn. Tiểu học dạy hết tất cả các môn ha. Rồi, Hiền rất là hiền, đang dạy học ở Long An. 29 tuổi. Cũng lớn rồi đây. Chàng trai của chúng ta. Chào bạn. À, bình tĩnh. Bên kia là bạn Hiền, giáo viên 29 tuổi. Còn bạn? Dạ, em tên là Nguyễn Văn Út, năm nay em 30 tuổi. Dạ, em làm nhân viên văn phòng cho công ty trung tâm nghiên cứu sinh học Biosin. Ở đâu? Dạ, ở Hóc Môn. Mà bạn 30 tuổi mà bạn chưa có người yêu hả? Dạ, tại tiền chưa đủ để rước người về nhà. Bao nhiêu thì mới đủ rước bạn về nhà? Thì cảm thấy mà mình rước người ta về mà mình thấy mình lo đủ cho người ta, đủ no đủ mặt là được rồi. Tức là giờ chưa đủ để lo cho người ta ăn no, chưa đủ mặt luôn. Ủa, bạn làm lâu lắm mà chưa có đủ tiền hả? Dạ thì cũng nói chung là đủ sống. Đủ sống thôi. Dạ. Bạn sống đang sống một mình hay sống với gia đình? Dạ sống một mình. Một mình. Dạ. Tức là có nhà riêng rồi? Dạ chưa. Ở nhà trọ. À, tức là bây giờ muốn có nhà mới rước nàng về dinh đúng không? Ngày hôm nay đủ chưa mà dám ngồi đây? Cũng tạm, nói chung tạm là gần đủ rồi. Gần đủ hả? Có gửi ngân hàng rồi đúng không? À vậy được rồi. Hiền ơi, thật sự bây giờ em trong lòng em đã muốn lấy chồng chưa? Dạ có. Bà cảm thấy mình trễ chưa? Thấy cũng trễ trễ rồi. Cũng trễ trễ rồi ha. Dạ. Thì mình hạ tiêu chuẩn xuống thấp một chút ha. Thì bây giờ bạn trai bên kia là người ta cũng thật tình là chưa có nhà. Công việc thì cũng tương đối ổn định, sắp sắp đủ rồi nhưng mà chưa đủ, sắp sắp thôi. Bây giờ em nhắm em có cho động lực để người ta đủ luôn được hay không? Giờ em yêu cầu như thế nào về người bạn trai của mình? Muốn bạn trai em cao khoảng 1m6 trở lên. Tính tình thì không nóng, không để tóc dài. Không để tóc dài. Bên đây tóc dài thọn luôn. Rồi, đi luôn. Bạn ấy chơi thể thao với biết nấu ăn, tại em nấu ăn cũng hơi tệ. Bên đây thể thao giỏi luôn, tập tạ nè. Đúng đã lắm. Biết nấu ăn không? Biết nấu ăn bạn. Dạ, cái đó thì rất là giỏi luôn. Rất giỏi luôn đúng không? Dạ. Ở mình mà phải nấu ăn chứ. Nhưng mà người ta nấu thôi, em cũng phải rửa dọn nha. Dạ, người ta nấu em ăn. Người ta nấu em ăn. Đó là nhu cầu của bạn bên kia. Còn điều kiện của bạn là người bạn gái như thế nào? À, nói chung người bạn gái của em là phải cao khoảng 1m55 trở lên là được rồi. Rồi. À, không mập quá, không không nhuộm tóc nha. Không nhuộm tóc. Ủa lý do tại sao không thích nhuộm tóc? Ta nhuộm quyền không, của ta chứ. Mà nhuộm như là nhuộm màu tối tối thì được, mà nếu mà nhuộm màu rồi xong luôn thì bên đây vàng khè. Nhuộm highlight được không? Hai ba like được không? Dạ không. Không luôn hả? Thấy chưa, chị có thường nhuộm hai ba like đó. Tại sao lý do em không thích kỳ vậy? Tại nhuộm tốt vô nhuộm like đẹp chứ có gì đâu. Phụ nữ mà đó mà có nhuộm tóc hay là xăm người thấy nó làm sao sao á. Sao gì đâu, người phụ nữ hiện đại mà. Ủa em xăm hình này bao lâu rồi em? Dạ 2 năm chị. 2 năm rồi hả? Dạ. Thôi, tại sao xăm? Rồi. Tại em thấy nó đẹp. Tại thấy đẹp nên xăm tiêu. Thôi rồi, thôi chết rồi. Không thích xăm mình coi xăm. Rồi bình thường mà em có sở thích gì? Dạ em thích đọc sách, thích đi du lịch, đọc truyện. Đọc sách đi, đọc truyện gì? Dạ em đọc truyện tranh á. Học truyện thiếu nhi phải không? Dạ. Để dạy cho mấy em, kể chuyện cho mấy em nhỏ nghe chứ gì. Dạ. Vậy là yêu trẻ con lắm đúng không? Muốn mấy đứa con nè? Em muốn nhiều đứa con lắm, nhưng mà nhà nước không cho nên em muốn 2 đứa. Muốn nhiều lắm mà nhà nước không cho đâu. Bây giờ thí dụ như em muốn sở thích muốn đẻ mấy đứa luôn thì đẻ được mấy đứa? Em đẻ chừng nào còn khả năng thôi. Trời ơi. Nè bây giờ bạn trai bên kia chị hỏi nè, bây giờ nếu như cái bạn nữ bên đây á là đáp ứng hết được yêu cầu của bạn hết trơn luôn rồi đó, mà bây giờ ta lỡ ta xăm lên cái tay ta rồi, bây giờ làm sao đây? À, nhưng mà vết xăm nhỏ hơn bự chị. Nó to. Rồi đổ mồ hôi rồi. Đổ mồ hôi. Nguyên một cái con bò cạp. Trời ơi trời. Bạn muốn đẻ mấy đứa?
À, đối với em là hai đứa là đủ rồi. Bên kia ta rồi đẻ coi như là hết khả năng luôn. Không không sao đâu, có gì giờ em tư vấn thêm. Tư vấn hả? Dạ. Nuôi mà vợ chưa nổi nữa, mình đẻ hết khả năng sao nuôi nổi. Trời ơi trời. Nghe nói giờ dân bên Long An đúng không? Dạ. Long An hát cải lương được rồi nha. Đi hát cải lương không em? Dạ em hát karaoke không chị. Hát karaoke hả? Nhưng mà dạ. Hát cải lương được không? Cải lương em hát được. Hát được làm câu nghe coi cái coi. Nhưng em không có thuộc làm sao em hát được. Làm câu thôi. Cho em một phút chuẩn bị bên đây hát trước. Bên đây dân thành phố hát nè. Không anh là cái giáo của em cũng Bến Tre. Nếu mà đi qua Long An thì gần. Ồ à, dạ. Bến Tre à. Rồi Bến Tre cũng biết hát cải lương luôn. Vô cầu dòng khổ nghe cái coi. Hàng dừa nước lung linh ru mình trong nắng mây. Tình yêu quê hương không bến không bờ. Nơi chưa đến chưa quen mà sao thấy nhớ. Miền Hạ bây giờ chắc vui lắm phải không em? Mất mát đau thương càng cao giọng hát. Thôi thôi cái đó không phải. Lòng càng thơm ngát tình ta. Hát cà lưu tôi khoái à, miễn có hát cà lưu tôi khoái à. Trời ơi sao em một mình thua hả? Thôi em chịu dép vế, anh hát hay quá trời ơi. Bên đây thua, bên đây người ta chơi sâm bồ cạp, sao hát giọng cổ được không? Mệt ghê. Rồi bây giờ để coi cô bên kia coi sao mà sâm bồ cạp. Tôi coi cái sâm cái cỡ nào. Trời đất ơi, sao mà sâm cái hình bự như vậy? Sâm bự cho người ta biết mình có sâm anh. À vậy đó hả? Dạ. Thế rồi, ở bên đây là một chàng trai rất thư sinh, khoảng 45kg thôi, đừng có đẻ hết khả năng nha. Dạ. Đẻ không nổi đâu, đẻ hết khả năng không lớp luôn á. Rồi, được được, coi vậy chứ xăm chứ dễ thương lắm. Hay xăm dạ. Xăm cạp ngay cái tán này nè. Chào em, hát giọng cổ hay quá hen. Bên Tre có trồng dừa không em? Dạ có chị. Vậy hả? Ai đứng như bông dừa, tóc dài bay trong gió. Thôi được rồi, đủ rồi, mệt rồi. Được 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 em. Có điều giờ chị không biết giải quyết cái hình xăm em sao. Thôi giờ cho hai bên gặp mặt đi nha. Kéo màn lên. Chuẩn bị. Đưa hình xăm cho ta coi đi. Cảm ơn anh ạ. 2 phút bắt đầu. Anh ở Bến Tre em nghe nói con gái Bến Tre xinh dễ thương lắm mà. Nhưng mà anh trai xấu quá à. Anh muốn hỏi gì hỏi em đi. Ủa em dạy tiểu học hả? Dạ em dạy tiểu học. Rồi nếu mà nửa về Bến Tre em có về không? Anh chuyển cho em xuống dưới dạy được thì em về. Không, cái chuyện đó thì nếu mà được thì chắc ok. Nhà anh ba mẹ làm gì? Ba mẹ làm vườn trồng trái cây á. Vậy em về đó em có làm vườn không ta? Không, vậy với em chỉ đi dạy thôi. Vậy thì em chấp nhận được. Trời ơi. Còn gì nữa không? Nhanh, còn có 30 giây thôi. Nhanh lên các bạn. Anh hỏi gì hỏi lẹ lên đi. Hỏi lẹ lên đi. Hỏi đẻ gì đẻ dữ vậy. Thôi nếu mà đẻ thì mình có hai đứa thì chắc nuôi đủ rồi. Dạ. Nhà nước chỉ cho phép em được hai đứa thôi ạ. À, vậy dễ chăm sóc hơn. Dạ. Tại em nói vậy thôi chứ muốn xin nhiều cũng đâu có được. Hết giờ chưa anh? Cho nữa đó, thêm nữa. Cặp này dễ thương quá, nhìn nữa đi, hai người nói chuyện nữa đi. Cái đó để tụi em tâm sự sao anh ơi. Thôi hết giờ. Chưa cặp nào dễ thương cặp này. Thôi mình đẻ hai đứa thôi nha. Mua nữa cũng đâu được, anh nhà nước bắt có hai đứa thôi. Và bây giờ là 3 tiếng đếm để các bạn nhấn nút hẹn hò với nhau. 1 2
hết thời gian. Nãy giờ chỉ có trường tập thôi, chứ không có cô gái hết rất là xinh xắn, dịu dàng ha, cũng có nụ cười rất là tươi, rất là duyên dáng. Được, em thấy cặp đôi này là em thấy em hài lòng. Bạn thấy sao? Bạn thấy sao? Dạ, cũng được, cũng vừa cái mẫu người của em chọn. Thấy hạnh phúc chưa? Gật, cắm tay cái đi. À, cái đó để hôm sau ăn. Thôi không đi. Thì cái ngay cặp thì đã vậy. Đâu có cặp thì dễ thương lắm nha. Không lẽ anh em không duyên được.